Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là sản phẩm con meo meo của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm áo hoa mai của mình cũng đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Còn đây sản phẩm cậu bé lên thư của mình này. Các bạn thấy nó đẹp không? Hãy cho mình một like và đăng ký kênh. Mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ công bố sản phẩm con meo sào các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ công bố sản phẩm bò to này các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ công bố sản phẩm con bướm, các bạn cùng xem nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày không đẹp trời cho lắm, nhưng mình vẫn tiếp tục gửi tặng đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy bấm like.
like, vẫn đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình nhé. Xin mời.